Sư cho con hỏi là theo con được biết là nếu đã nhập vào dòng thánh rồi thì dù là thánh bậc thấp nhất là sơ quả Tu Đà Hoàng cũng sẽ không bị đọa vào bốn đường khổ. Nhưng hoàng hậu Malika thì, khi chết bà bị đọa địa ngục 7 ngày. Vậy là bà chưa chứng thánh hay sao? Mong sư giải đáp thắc mắc giúp con. Thưa với quý vị đó, hoàng hậu Malika là hoàng hậu của vua Pasenadi, mà vua Pasenadi là một trong 10 vị Phật vị lai, tức là ngài hiện tại đó, ngài là Bồ Tát Chánh Đẳng Giác. Thì cái địa vị của bà Malika đó là tương đương với bà Yasodhara, là bà Yayu Đà La, với Bồ Tát của mình. Chính bởi vì như vậy đó thì không thể nào chứng thánh được, bởi vì chứng thánh là sơ quả thì tối đa chỉ còn 7 kiếp thôi, 7 kiếp cõi dục thì làm sao được. Cho nên là không có bà không có chứng thánh, mà thậm chí là bà tu còn dữ dằn hơn nữa. Tại vì một vị gọi là một cái người mà hỗ trợ cho một vị Bồ Tát Chánh Đẳng Giác á, là cái thời gian tu của bà là tương đương với cái thời gian được tính từ khi Bồ Tát được thọ ký. Như là bà Yasodhara đó, là bà tu và bà bén duyên với Bồ Tát cách đây 4 A Tăng kỳ 100.000 đại kiếp. Quý vị biết là Phật độc giác là chỉ tu 2 A Tăng kỳ 100.000 đại kiếp. Đại đệ tử Thinh Văn chỉ có một A Tăng kỳ 100.000 đại kiếp, mà bà đi theo Bồ Tát là 4 A Tăng kỳ 100.000 đại kiếp, kinh khủng như vậy. Cho nên là nhưng mà bà vẫn không có chứng thánh, cho tới cuối cùng, cho tới chờ tới kiếp cuối đó bà chứng A La Hán xài một lần luôn. Cho nên là bà Malika cũng tương tự như vậy ha. Chắc câu hỏi này là cho qua ha.